Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy A51 đang chạy cái phiên bản Android 12 nhé, cái phiên bản Android mới nhất hiện nay. Ở đây thì mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này, đồng thời là mình bị quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây mình đăng nhập ở trên con điện thoại này nhé. Chính vì vậy mà mình sẽ quay lại video này để chia sẻ với các bạn nào mà cũng bị quên giống như mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt nguồn đi nhé. Các bạn không thể nào tắt bằng cách là bấm giữ nút nguồn này, mà các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào tắt nguồn này. Đó, ở đây thì nó vẫn không cho chúng ta tắt nguồn nhé. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện giống như mình nhé. Các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời nguồn và giảm âm lượng để tắt máy. Nó tắt, nó tối đen màn hình luôn thì các bạn phải bấm lại cho mình nhé. Đó, nó phải như này này. Khi mà màn hình nó tắt thì các bạn sẽ chuyển nhanh bấm giữ nguồn và tăng âm lượng này. Hiện lên logo thì các bạn nhả hết ngón tay ra cho mình để mình vào cái chế độ là Android Recovery để mình reset phần mềm nhé. Nó khởi động như này là không được nhé, nó sẽ khởi động vào cái màn hình thông thường. Và bây giờ thì các bạn cần phải kết nối cho mình với máy tính nhá, thì nó mới vào được cái chế độ Android Recovery thì mình mới reset lại phần mềm được. Các bạn kết nối bằng chính cái cắp sạc của nó này, một đầu thì mình sẽ cắm vào máy tính, đầu còn lại này thì mình sẽ cắm vào chiếc điện thoại này nhé. Đó, các bạn kết nối cho mình với máy tính như này. Bây giờ thì các bạn vẫn bật cho mình cái màn hình điện thoại sáng như này. Rồi mình sẽ bấm giữ đồng thời nguồn và giảm âm lượng này. Khi màn hình nó tắt thì mình sẽ chuyển nhanh bấm giữ nguồn và tăng âm lượng này. Hiện lên logo Samsung Galaxy A51, mình nhả hết các ngón tay ra nhé. Đó, bây giờ thì nó đã vào được chế độ đó là Android Recovery rồi. Bây giờ thì mình sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa nhé. Đó, mình sẽ rút ra này. Vào đến đây thì các bạn cũng nhìn thấy là nó đang chạy cái phiên bản Android mới nhất nhé. Đó, chính là Android 12 này. Cái model của nó là SMA515F này. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái mục Wide Data Factory Reset nhé, bằng phím giảm âm lượng này. Rồi mình sẽ bấm phím nguồn này. Tiếp tục mình di chuyển xuống là thiết lập lại dữ liệu ban đầu này. Mình lại chọn phím nguồn này. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái mục đó là White Cake Partition nhé. Mình lại chọn phím nguồn này. Mình lại di chuyển xuống Yes, chọn phím nguồn. Ok, bây giờ Việt Sáng đang ở Reboot System Now nhé. Mình sẽ bấm phím nguồn để khởi động lại điện thoại. Cái đoạn điện thoại khởi động này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này. Đó, mình sẽ chọn tiếng Việt. Mình chọn OK này. Mình sẽ chọn vào bắt đầu này. Rồi ở đây thì mình chọn đồng ý với tất cả. Chọn đồng ý này. Rồi đây mình cứ chọn đồng ý nhá. Đồng ý này. OK này. Rồi mình sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi của nhà mình nhá. Mình sẽ chọn là kết nối này. Ok, đến đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải xác nhận cái mẫu hình này. Và đương nhiên là cái mẫu hình này mình đã bị quên rồi nhá. Cái mật khẩu mở khóa màn hình mình đã bị quên. Ở đây thì nó có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế. Thì mình sẽ bấm vào nhé. Mình sẽ bấm vào này. Nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Đến đây thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này, thì các bạn sẽ vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường bằng cách là đăng nhập nó vào thôi. Còn trong trường hợp này thì mình đã bị quên mất cái tài khoản Google rồi nhá. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ đi xóa cái xác minh tài khoản Google này. Để xóa cái xác minh tài khoản Google này thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp đó là Talkback. Và mình cũng sẽ không cần đến máy tính nhá. Và để các bạn có thể sử dụng được Talkback thì các bạn cần phải thay đổi cho mình ngôn ngữ sang tiếng Anh. Vì là tiếng Việt thì Google nó sẽ không nhận ra nhá. Mình sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu, cái màn hình chọn ngôn ngữ này. Đó, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Ở đây thì mình có thể là chọn tiếng Anh hoặc là Anh Mỹ nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn Anh Mỹ, English United States này. Rồi mình sẽ bấm OK này. OK, ngôn ngữ đã thay đổi sang tiếng Anh rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ bật Talkback bằng cách là bấm đồng thời nguồn và tăng âm lượng này. Mình sẽ bấm đồng thời nhá. Đó, mình sẽ bấm lại nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là You này. Tiếp tục mình sẽ bấm lại đồng thời nguồn và tăng âm lượng này. Đó, như vậy Talkback mình đã bật rồi nhá. Bây giờ thì mình cũng sẽ vẽ ngang và hất lên.
mình vẽ ngang hất lên này, mình tiếp tục chọn vào Wide User App này, mình bấm vào hai lần nhanh nhá. Đó, rồi mình chọn vào View Voice Comment này. Rồi sau khi mà mình bấm vào hai lần nhanh thì mình sẽ nói là Google Assistant nhá. Google Assistant. Đó, nó vẫn bật lên là Bixby nhá, vẫn vào Bixby này. Ok, và đến đây rồi thì mình sẽ tắt talkback đi nhá. Mình lại bấm đồng thời nguồn và tăng âm lượng này. Đó, talkback đã tắt rồi. Mình sẽ bấm vào sign in này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Samsung của mình nhá. Nếu mà các bạn nào mà chưa có tài khoản Samsung này, các bạn có thể là xem cái video mình để dưới phần mô tả cái cách để tạo tài khoản Samsung nhá. Rồi mình sẽ nhập cái tài khoản Samsung của mình vào. Rồi mình sẽ bấm vào link này. Rồi bây giờ thì mình sẽ điền cái mật khẩu tài khoản Samsung của mình vào nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là sign in này. Rồi mình sẽ bấm vào là I have read and agree này. Mình sẽ bấm vào agree này. Ở đây bạn có muốn đăng nhập nhanh không thì mình sẽ bấm vào là cancel này. Rồi mình sẽ bấm vào là continue này. Mình cứ bấm vào continue này. Mình sẽ bấm vào close này. Mình sẽ ở đây các bạn để ý nhá. Đấy, rồi các bạn để ý này, mặc dù là nó thoát ra cái Bixby ra nhé, nhưng mà nó vẫn hiện lên cái khung này để chúng ta bấm vào cái micro này để chúng ta nói nhá. Bây giờ thì mình sẽ nói, mình sẽ bấm vào, mình bấm chậm rồi nhá. Các bạn bấm vào cái mic đó, sau đó các bạn nói là open Google Chrome, rồi mình sẽ cần phải mở lại nhá. Vừa lấy mình mải nói quá nên mình bấm chậm, mình lại bật talkback lên này. Mình sẽ bấm là allow này. Rồi mình vẽ Google Assistant. Đó các bạn để ý này, nó hiện lên như này rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây này. Open Google Chrome. Đó, như vậy mình đã mở được Google Chrome rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tắt talkback đi này. Mình lại bấm nguồn và tăng âm lượng. Rồi mình sẽ bấm vào accept and continue. Mình sẽ bấm vào low thanh. Rồi bây giờ thì mình sẽ vẫn vào cái trang mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google, đó là trang vnzom.net/bypass nhá. Rồi mình sẽ bấm đi này. Rồi ở đây mình sẽ vào luôn cái mục đó là Allen Sign on Galaxy Store nhá. Mình sẽ thử cái cách như đối với Android 11 coi sao. Hiện tại thì con này nó đang chạy Android 12. Rồi mình cứ thử cái cách giống như Android 11 coi có được hay không nhá. Mình sẽ bấm vào Allen Sign on Galaxy Store này. Rồi mình sẽ bấm continue. Rồi mình sẽ bấm vào install. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm open nhá. Mình chọn next này, chọn got it. Rồi bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản AllenSign của mình nhé. Các bạn nào mà chưa có tài khoản AllenSign này thì các bạn cũng có thể xem cái video ở dưới phần mô tả cái cách tạo cái tài khoản AllenSign này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào sign in này. Ở đây device name thì mình sẽ đặt là A51 nhé. Rồi mình sẽ bấm done này. Mình bấm like này. Device admin này thì mình sẽ bật lên nhá. Mình sẽ bấm vào activate này. Admin của mình đã được bật lên rồi này. Mình sẽ bấm like này. Clock này thì mình cũng sẽ bật lên nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm vào agree này. Đó các bạn để ý, clock của mình đã được bật rồi nhá. Mình sẽ bấm vào like này. Mình bấm finish này. Các bạn chờ một chút nhá. Các bạn sẽ để ý cái admin và clock này. Đó, nó phải xanh như này nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào là App Manager này. Mình sẽ bấm vào tìm kiếm này. Mình sẽ tìm kiếm cái ứng dụng đó là Android Setup này. Rồi mình sẽ chọn vào Android Setup. Mình lại chọn sang Action. Mình lại chọn vào Full Stop. Đó, mình lại chọn vào Wide App Data. Mình chọn OK. Rồi mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ xóa đi và mình tìm cái ứng dụng khác, đó là Google Play Service nhé. Đó, Google Play Service đây. Mình sẽ chọn vào, mình vẫn chọn vào Action. Mình vẫn chọn vào Full Stop. Đó. Rồi mình lại chọn vào Wide App Data. Mình chọn OK.
Các bạn chờ một chút này. Đó, nó lại sẽ văng về cái màn hình này nhé. Rồi mình sẽ bấm vào tìm kiếm này. Bây giờ mình sẽ tìm cái ứng dụng đó là Samsung Setup Wizard. Đây mình sẽ chọn vào. Mình sẽ sang cái tab đó là Action. Mình lại chọn vào Photostop. Mình lại chọn vào Wired Data. Mình chọn OK. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái tab đó là Activity nhé. Mình chọn ngay vào cái dòng đầu tiên này. Đó, mình sẽ bấm vào là Open để coi xem cái cách này còn sử dụng được với Android 12 không nhé. Rồi đây mình sẽ chọn là Next. Ở đây thì mình sẽ bấm vào Skip này. Rồi mình sẽ bấm vào Finish này. Mình chọn là Continue. Ở đây mình bấm Skip đi. Đó, mình sẽ bấm vào Next này. Mình bấm vào Finish này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy A51 này rồi này. Đó, nhưng mà hiện tại cái ngôn ngữ của nó đang là tiếng Anh nhá. Mình sẽ thay đổi ngôn ngữ cho nó này. Mình sẽ tìm cái mục đó là Setting. Đây, mình sẽ chọn Setting này. Mình sẽ vào cái mục đó là General Management này. Mình chọn vào Language. Mình chọn vào là Add Language. Mình chọn vào tiếng Việt này. Mình chọn vào là Set as Default. Các bạn chờ một chút nhé. Đó, ngôn ngữ đã thành tiếng Việt rồi. OK, công việc của bạn bây giờ chỉ là vào Set Play. Sau đó là các bạn bấm cho mình là đăng nhập. Rồi, đến đây thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản Google mới cho bản thân tôi. Rồi các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta hoàn tất cái quá trình đăng ký một cái tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. OK, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy A51 đang chạy cái phiên bản Android mới nhất hiện nay là Android 12 thành công rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.